cái sọc như vậy là mình đương người ta trả công bao nhiêu vậy bà Bảy? 18 ngàn. Tụi mình ký nhiêu? Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện quay trở lại thăm nhà của bà bác thị Bảy. Thì đây cái ngôi nhà này trước đây Thiện cũng từng thay mặt các cô chú anh chị bà con ở nước ngoài đó đã giúp đỡ cho căn nhà này. Thì nay Thiện quay lại xem cuộc sống của gia đình của bà với các cháu lúc này như thế nào. Thì hôm nay Thiện tới đó thì các cháu cũng đã đi học rồi, không có ở nhà. Thì trước tiên thì vào mời tất cả mọi người vào bên trong để Thiện quay phim hỏi thăm xem cái cuộc sống của bà giờ đây như thế nào khi có được căn nhà mới đó. Đây căn nhà giờ đây cũng được che thêm cái phía bên hông nữa, cái máy để nấu ăn đó. Rồi che luôn cái phần nhà vệ sinh luôn. Rồi con chào bà Bảy nghe. Thời gian rảnh là đương cái này đây hả bà? Ừ. Đương bạn có tiền nó đi học. Dạ. À, bà quay cái này nè, quay để thấy cho nó đẹp chứ bà. Lục bình là trắng tươi hả? Ừ, mày đắp xong mà. Sông Lưu Quỳnh đó hả? Sông Thuốc. Sông Thuốc hả? Ừ. Chân là đẹp, không sông nó không có đẹp. Dạ. Một cái, một ngày vậy là mình đương được bao nhiêu cái sọt này? Này theo đương cũng được 2 cái. Mà có đâu lo giặt đồ, đạt đồ rồi mới được đương nè. Dạ. Đặng nó đi học đó. Cái này mình làm cái này khỏe hơn đi bắt ốc không? Không khỏe gì đâu mà nó đỡ cực ha. Ông thầy mới đưa không dám ở nhà. Dạ. Đi thầy nó học rồi đi theo hết trơn. Dạ. Sợ mà nó. Trước khi bà đương cái này là cũng có người dạy phải không? Ừ. Dạ. Cũng học hết. Cũng hồi đó có bằng đã đi học. Có chứng chỉ hả? Rồi mỗi một cái này như vậy là người ta chỉ giao cho mình cái sườn này thôi. Còn lại là lục bình mình tự mua luôn. Tự mua, lạc cũng mua luôn. À. Rồi một cái này như vậy là người ta trả công bao nhiêu bà? 18 ngàn. Ừ. 2 cái là được 36 ngàn. Ừ. Mấy đứa đi học thì đứa mỗi ngày 10 ngàn hả? Đứa lớn thì có khi đưa 20 mà nó ăn hết, thằng nhỏ đưa mì 4 ngàn. Dạ. Này mát quá trời ha. Ừ. Gần ruộng. Rồi bà đưa hết cái này cái bà mình vô bên trong ha, để con quay phim nhà bà sau này. Sau khi được cất nhà xong đó. Ừ. Cuộc sống như thế nào thì bà chia sẻ tất cả mọi người xem, so với trước đây thì nó như thế nào. Ừ.
Rồi bao nhiêu cái người ta mới lại thu gom lần? Thầy có 2-3 cái cũng đem được. Dạ, đi thì ngang là người ta kêu mình ha. Ừ, xuống nước đá người ta lại đó, rồi bỏ, có tiền không có thì mượn người ta xài trước vậy đó. Dạ. Thì sau cũng 5-6 tháng cất nhà xong đó, tụi con quay lại đây hỏi thăm bà xem cuộc sống lúc này như thế nào. Thì nhà của bà hoàn thành ngày 13 tháng 8 năm 2020. Thì hôm nay tụi con lại tới đây thấy cái căn nhà cũng khác hơn trước. Cũng có che thêm bên hông nữa. Rồi ở phía trước cũng tráng cho bằng mặt lộ luôn, để đi ra đi vô cho sạch sẽ. Rồi bà thấy cuộc sống của gia đình lúc này so với ngày trước ấy, như thế nào, bà thấy đỡ hơn nhiều không? Này thấy cũng đỡ hơn chứ không hết sợ mưa trời gì cho gì. Dạ. Cũng vật đêm cũng khỏe rồi. Dạ. Cũng cảm ơn. Dạ. Mấy đứa cháu đi học hả bà? Đi rồi. Rồi khi nào mới về? Tới 5-6 giờ lận. 5-6 giờ mới về? Ừ. Học về trễ chứ hả? Đi xe đạp hay đi bộ? Xe đạp. Dạ. Xe đạp hư hoài, sửa hoài đó. Quá trời rồi. Dạ. Rồi hiện tại giờ đang sống trong căn nhà này là bà với ai nữa? Với con tôi mà giờ nó đi mừng, còn tôi với hai cháu nội đó. Hai đứa cháu hôm trước đó ha? Ừ. Dạ. Đứa học lớp 7, đứa học lớp 5 rồi. Dạ. Rồi hàng ngày bà có làm thêm cái công việc gì ngoài cái việc đương lục bình không? Có nhiều đó. Có đi mần gì đâu. Dạ. Bà hụm trong mặt, trời ơi tụi nó không dám đi sợ té. Tại nay đi té là tại biết luôn hồi hồi còn một chữ luôn. Sợ lắm thiệt. Hôm nay bà bao nhiêu tuổi nè? Sao 7 rồi, tuổi dạ. Ngựa. Sao 7 vậy hả? Ừ. Người con gái đi làm lại lâu chưa? Đi mần nhà rồi đi rồi. Dạ. Giờ cũng bệnh này cũng mần nghỉ hoài ha. Dạ. Ba cái gì đó. Dịch bệnh ha. Ừ. Mấy cái đó kìa bà, mấy cái sọt đương rồi kìa. Như vậy là mình bán thành phẩm là cái bao nhiêu? 18.000. Dạ, 18.000 đấy ha. Ừ. À. Không, có nghĩa là bán để người ta xài luôn á là bao nhiêu? Này ai biết đâu, này cũng như đem nhà ta đó. Vậy hả? Ừ. Cái này mình đếm lại là bao nhiêu? 18.000 hả? Ừ. Thì người ta giao lại đó rồi mình đưa cho người ta. Là lục bình mình mua đó ha. Ừ. Nếu mà đơn cái này vậy là cỡ nửa ký lục bình không? Này cỡ 1 ký gì lận à. Ký lận hả? Ừ. Mà ký lục bình là nhiêu, 11.000 à hả? Ký bà hụt nghe nói 15.000 vậy đó. Ủa vậy không lẽ đương cái này gì lại có mấy ngàn hả sao? Lại có mấy ngàn đâu. Trời ơi, bèo quá vậy. Ừ. Người ta đương biết, người ta đương thưa thầy đỡ tui chỗ đương sát gạt thấy hằng nặng cạch đó. Dạ. Người ta đương ta không có xiết này rồi mình quen rồi. Rồi cái khung này cái người giao đó bán cho mình hay là... Này chủ người ta cũng như người ta đem đi ấy đó. Đem gỡ vậy thôi hả? Ừ. Chợ đem đi tới thành ở đâu đó xa lắm mà. Dạ. Nước ngoài gì đó. Xuất khẩu. Ừ. Ta ban bữa đâu mấy chục ngàn, trăm ngàn gì lắm. Dạ. Này mình đem nhà ta thay ghẻ. Dạ. Này để dành đựng đồ đẹp. Này nếu... có ấy lợi mới được, vậy nó mục hết trơn à. Ta có thuốc, ta nhuộm lợi gì đó. Vậy hả? Đi, đẹp xịt đó. Lên hả? Ừ. Dạ. Này mình để mấy ngày một rồi. Dạ. Ta đi đại thuốc lợi đó. Dạ. Giờ thu nhập chính là nhờ cái đường lực bình hết. Ừ. Rồi con đi làm thì có gửi tiền về cho bà. Gửi mà cũng có khi thầy gửi ít gửi nhiều, tháng nào cũng gửi hết chứ. Dạ. Thầy mừng được đỡ thì gửi đỡ. Dạ. Bà còn nhớ căn nhà này ngày trước ai giúp đỡ không? Sao không nhớ? Lâu quá hả? Ừ, thầy lâu lâu cháu tôi đã bắt coi đó. Dạ. Ừ, bắt giờ con đọc tên các nhà hảo tâm ngày trước đã giúp đỡ gia đình nha. Ừ. Thì nhà của bà bác Thị Bảy được xây dựng với diện tích là ngang 4 mét, dài 10 mét. Được chị Thủy
chị Thu Thủy tài trợ 16.500.000 đồng, anh Robert Cao 600 đô la Mỹ, ông Quang 500 đô la Mỹ, chị Vivian Lê 100 đô la Mỹ, chị Thanh Hà 200 đô la Mỹ, chị Diễm thì tặng cho 2 triệu đồng để mua gạo với cháu vào đi học đó. Được cho tôi nữa chú thiệt nói cho mượn cho mà mất luôn rồi. Ta nói công việc con nhiều quá rồi con không ta nói đuổi ra chú gì đó chú thiệt gì đó thằng nhỏ nó dữ lắm à. Tí xíu tặng cho bà cái mền nha. Ừ dạ, con có đem lại kìa. Có nhưng mà nói chuyện trước rồi tí xíu gỡ mền. Hôm mình gì ta cho được cái mền đó, cho gạo được 1 ký, cây mền, cây mùng. Dạ. Nhưng mà nhà này từ hồi cấp tới giờ ở êm không bà? Êm ha. Có bị dột mưa gì không? Có dột chỗ đó chút kìa. Bị này lỗ đinh đó hả? Ừ, không có coi đó rồi. Giờ để ai con tôi đợi cho cái, nó lên cái kiếm cái đem cây ấy mướp á. Ừ. Dò với xăng á, chét lên cái hết rồi. Vô chỗ mụn đó. Dạ, nhiều khi lâu bị lỗ hay lỗ mình có tránh không khỏi. Lỗ chỗ đó đó. Bị lu bu bữa đó đâu có coi đâu rồi. Nhưng mà nhà này ở có nóng gì không? Cũng chỗ này không có nóng đâu. Dạ. Trời gió này nè, mở cửa sao đâu. Mát hả? Ừ. Rồi mấy đêm nằm ngủ trước này nè. Ở trong gạt nó chặt quá ba người. Đem ra ngủ đây thằng nhỏ tao mới ngủ. Sao không lấy đồ ra bên ngoài máng để trong thêm cái bộ giường nữa? Để đâu có ngủ giường đâu. Ngủ dưới đất hả mà? Ngủ dưới gạt hả? Ừ đây nè, đêm hôm mấy đêm rồi tao mới ngủ. Trong gạt nó chặt ba người. Ngủ đây mát hơn hả? Ừ, rồi đem niệm chạy đây ngủ. Dạ. Ngủ gạt nó ba người chặt. Nhưng mà có cái nền gạch sạch sẽ thấy im ha. Ừ. Nhưng mà từ hồi các nhà tới giờ có ai lại đây thăm nhà bà không? Không. Không có hả? Ừ. Ở đây chợ. Có ai khen không? Có. Có. Mát quá à. Ừ. Nhà thấy im. Nhà cho bên đây đó. Dạ. Mà quan trọng là trời mưa trời gió đó mà mấy bà cháu ở trong này thấy ấm cúng mà không có bị dột mưa, không có sợ sập nhà giống như hồi xưa nữa đó, thì thấy mừng nè. Thầy cũng ngủ thấy khỏe rồi. Dạ. Lo cơm gạo ăn đó. Dạ. Nó học đó. Thằng nhỏ học. À, thằng nhỏ thằng được 7 đó học đông 1.800.000. Rồi bà đợi con tí xíu nha, con ra ngoài lấy cái mền cho bà nha. Đây là cái mền của cô Minh Châu và chú Tâm Thiện ở bên Mỹ gửi cho bà nha. Nhưng mà nói thiệt luôn là tại vì công việc con nhiều quá rồi không có sắp xếp mà con đi gửi được đó. Đâu có gặp gì đâu rồi. Hôm nay con lại đây con gửi là cái mền này. Rồi cô cảm ơn nha. Của các nhà hảo tâm ở bên Mỹ đó gửi cho bà nha. Cảm ơn. Nó có cái vỏ im đó nhưng mà nó hơi bị gắt rồi đó, con để cái vỏ đó ngoài. Cái mền này dày lắm nha, bự lắm á. Mấy bà cháu chuẩn bị vô mùa đông rồi, đắp ấm rồi. Ừ, bỏ thằng vỏ thằng đó như ừ, nghe chuyện gì đó cho mình sao thay đổi, nó là ai biết đâu vậy. Rồi hôm nay lại đây thấy cuộc sống của bà giờ đây cũng khác, thấy cũng mừng. Thấy cũng thoải mái hơn. Khỏe hơi thở trời mưa trời gió. Dạ. Mà quan trọng là có cái nhà là thấy im rồi ha. Ừ. Dạ. Thì có nhà ở đi thì khỏe rồi. Chỉ hơi thở mưa thở gió gì rồi. Còn ở bên hông che ra là ngày trước con cháu làm cho bà hả? Ừ. Ta lại tiếp đó. Dạ. Cũng mừng cho bà rồi nha, cuộc sống cũng tốt rồi. Đưa cái này cũng cực quá, nhưng mà không có nhiều tiền hết. Để vô đây vừa không? Để coi thử coi, chắc vừa. Rồi.
cái căn nhà đất của ở phía sau là của người khác hả bà? Ừ. Còn của mình chỉ có cái nền thôi hả? Có cái nền, ta mua cái nền 2 tầm đất đó. Có rồi đó, nó có làm ruộng gì thêm không? Có ruộng đất đâu, ruộng đất ông già 12 con rồi, anh hai ông lấy đâu có cho được con nào đâu. Lấy hết luôn hả? Ừ. Lại đây mua nền cắt đó. Dạ. Rồi điện là tụi con lắp cho cũng yên ha, tới giờ cũng còn nè. Ừ. Có bị gì đâu. Điện cũng sáng, đèn ngủ và đèn trong ừ, nhà. Ừ, ta cái bật dao đó, mà tôi đâu có bật đâu, ta lại bật ngoài đi, đừng cho nó ấy đâu. Bật lên bật xuống cho cái ừ. cái cầu dao ừ, dao tự động đó. Tự động đó, nó bị nó cao quá, rồi tôi đâu dao bật đâu có, mà hụm con tôi đã bật hết lần. Ôi, dân đài này tôi sợ lắm. Sau khi những cái nhà cắt xong đó thì Thiện cũng lắp đường điện cho tất cả các gia đình luôn. Thì vô ở là yên tâm, luồng ống, luồng dây xong xuôi hết trơn rồi, chỉ mở công tắc lên là đèn sáng thôi. Nó yên tâm cái phần đó đó, không có bị gò gỉ điện nữa, không có bị giật. Rồi tụi con ra ngoài sau quay nhà sau tí xíu, nhà vệ sinh đâu cũng im hả? Ừ, rồi đi đâu ngang lại đây hay vậy hả? Tụi con ở nhà lợi đó. Ờ. Ngày hôm nay được ở sắp không? Xếp đó, rồi công việc xong xuôi hết trơn rồi con lại thăm gia đình. Để coi cuộc sống thấy đỡ hơn không? Nhưng mà thấy lợi thấy quá mừng rồi, thấy yên. Có tivi rồi coi nữa nè. Mấy đứa nhỏ học tốt không bà? Con đỡ thành... lớn đó kìa, được bạn khen nhóc, thằng em không có đâu, thằng em một kịp lắm, anh đó kìa. Yeah. Anh thì giỏi hả? Anh giỏi. Yeah. Thằng em nó học một kịp lắm, mà cũng được lên lớp. Để mình đi vòng nhà nha bà, để coi ra nhà của bà xíu. Chạy cho. Lịch sử địa lý lớp mấy rồi? Lớp 4 hả? Hả? Đứa lớn học lớp mấy rồi? Đứa lớn lớp 7 rồi. Đứa nhỏ lớp 4 hả? Lớp 5. Lớp 5. Ừ. À, đây là phòng ngủ. Này ba bà cháu một giường luôn hả? Một giường đó, mở chặt đó, rồi nằm tại nằm dưới đất cho nó khỏe nội ơi. Cái này là để nằm dưới đất đây phải không? Ừ. Nằm dưới ấy nó chặt, để nổi gối đó. Cái quạt bằng mo cao. Ngày xưa không có quạt gió, không có điện, quạt bằng này. Nhà gió thổi vô lần lộng luôn nè. Ừ. Mắc rưỡi à. Rồi ở trong này là... Ủa này có gạo từ thiện đó phải không? Ừ. Từ thiện cho bà hả? Cho bà một hộp đó. Dạ. Ở đây mấy cái xào quần áo phía bên trong nè, để phơi quần. Ôi, cho tới đầy 2 xô luôn hả? Cho lâu rồi, ăn đâu có ấy lâu. Nè, gạo... Đây gạo luôn dài nè, tôi... Nè. Ăn không? Ngang kìa mấy đứa. Dạ. Tôi ăn. Ở đó còn bao nữa kìa phải không? Đó mua bà kia. Dạ. Bà gửi đây. Gửi hả? Ừ. Đây quần áo của mấy đứa nhỏ nè. Đeo nhiều cái gánh hát cho mày luôn. Gió ngoài này mát quá. Thấy im. Đi ra bên hông nha. Cái nhà vệ sinh này của em hả bà? Em. À, đây là cái căn nhà con cháu trong nhà che ra thêm cho bà nữa. Đó, thì cái này lợp là tôn với xà gồ mới. Còn cái tôn cũ là để dựng vách nè. Này nấu nồi cơm điện, bếp ga. Này cái nơi để đựng chén, đựng đũa, đựng mấy cái ca. Đây là cái toilet, nhà vệ sinh. Đó, từ các cái giờ thì tắm rửa rồi đi nhà vệ sinh trong này rất là tiện luôn.
Ở đây gia đình đâm cái ống vô đây nè để xài nước. À, sau này thì sẽ cố gắng để làm một cái vòi nước cho gia đình ở phía trong này, rồi gia đình sẽ truyền cái nước cho trong đây xài. Để cố gắng để làm thêm cái này nữa. Tắm trong này rồi đi vệ sinh trong này luôn, yêu quá bà ha. Ấy trời mưa rồi mới tắm. Còn trời nắng xuống sao mà? Thành nhỏ đó ma không ư? Con sợ ma lắm, đi cầu rồi không đi đâu, đi như ấy không à. Thôi kêu nó đi ra trong này đi, đừng xuống sông nguy hiểm lắm nha. Trời ơi, sợ ma đi cho mình. Hồi trước mình không có thì đi chỗ nào cũng được, giờ có rồi đi trong này đi. Rồi. Bỏ không được đâu. Rồi vậy ngày hôm nay tụi con tới đây thăm bà, tặng cho bà cái mền nha. Với lại cũng chúc cho bà cháu được thật nhiều sức khỏe. Rồi con cũng xin phép bà con về nghe. Dạ rồi cũng cảm ơn nghe. Dạ. Có dịp nào đó con ghé thăm gia đình. Dạ.